Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trao đổi với các bạn về một vấn đề mà tôi nghĩ là ai cũng rất là quan tâm những ngày vừa qua. Đó chính là vấn đề về giá vàng trong nước và quốc tế. Trong nước thì giá vàng có lúc lên đến 62, 63 triệu và có những cái lúc tụt xuống quanh mốc 50 triệu. Thì như các bạn có thể trên tay tôi đang là hai chiếc đồng hồ Rolex Daydate bằng vàng size 40mm. Một chiếc bên tay trái tôi là mang mã hiệu là 228-235 và vàng hồng. Chiếc này là 228-238 vỏ vàng champagne. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ không nói đánh giá review hai chiếc đồng hồ này, bởi vì các bạn theo dõi kênh YouTube của chúng tôi thì các bạn đã thấy là quá nhiều video review rồi. Ngày hôm nay thì tôi muốn nói đến chủ đề chính, đó chính là vàng hoàn thiện trên lớp vỏ đồng hồ. Như các bạn đang thấy, đây không phải là hai nhân vật chính đâu, mà nhân vật chính của chúng ta nó phía đằng sau cơ. Hai chiếc đồng hồ này thì các bạn có thể thấy là một chiếc làm bằng vàng này, chiếc làm vàng hồng hay rose gold, và đây nhân vật chính của chúng ta đây, quá là đặc biệt đúng không ạ? Đây chính là một chiếc AP Rolex với lớp vỏ bằng vàng hồng và được hoàn thiện theo cái tên của nhà sản xuất, đó là Frosted Gold. Tôi thì đặt tên cho cái loại vàng này gọi là vàng băng giá, bởi vì sao? Như các bạn đang nhìn thấy ở trên bề mặt của cái vàng này được hoàn thiện với những chấm, nó như là kiểu băng tuyết. Thương hiệu đã đặt tên cho cái loại vàng này là Frosted Gold. Tôi nghĩ đây là một cái, nói là độ hoàn thiện thì đúng hơn, còn chất liệu thì nó vẫn là vàng 750 vàng hồng. Để có cái độ hoàn thiện này thì những người làm về vỏ của AP sẽ tốn rất là nhiều công sức. Ở Việt Nam thì có bạn họ nói với tôi là Việt Nam thì có làm được không? Tôi nói với các bạn đấy, Việt Nam có người đã làm được, nhưng nếu mà làm lên trên tổng thể lớp vỏ như thế này thì nhìn nó sẽ lộ ra ngay, nó không thể bao giờ được đồng nhất, đồng bộ với cùng một lớp vỏ như thế này. Ở Việt Nam ấy thì cái chúng ta sẽ dễ bị nhầm lẫn cái loại chất liệu vỏ này với một cái độ hoàn thiện khác, đó là full cast, rất là giống với hoàn thiện độ hoàn thiện là full cast. Tuy nhiên là về tính kỹ thuật thì hai cái phương pháp này hoàn toàn khác nhau. Đó, ở phía thân này thì được chảy xước này, phần bezel, phần vắt cạnh được đánh bóng tạo một sự tương phản rất là rõ rệt. Ưu điểm của chiếc đồng hồ này là gì? Các bạn có thể nhìn thấy ngay được cái chất liệu vỏ vàng này nó rất là bắt mắt, nhất là da sáng mà nó rất là bắt mắt. Đó, khi mà ở những ánh sáng các bạn có thể nhìn thấy nó trông nó lấp lánh như kim cương, như kim cương ấy. Tuy nhiên là nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của nó là nếu như chúng ta có vô tình làm sứt, làm xước thì rất khó để khôi phục. Tôi phải nhấn mạnh là rất khó để khôi phục lại về tình trạng ban đầu, trừ khi bạn gửi vào hãng để làm. Đó, chúng ta có thể nhìn qua về cái độ hoàn thiện của chiếc đồng hồ này. Thì tôi phải nói là một trong những chiếc đồng hồ AP với lớp vỏ vàng hoàn thiện kinh khủng nhất. Phần mắt dây, mối nối, các cái mắt đều là hoàn thiện kiểu Frosted Gold. Cái sơ vàng nó giam giác, nhám nhám. Chiếc đồng hồ này thì có giá nó sơ sơ tầm tỷ 2, tỷ 3 các bạn. Đó, đường kính 37. Tôi sẽ không review chiếc đồng hồ này đâu, và đấy là một số thông tin cơ bản. Nào, chúng ta hãy cùng đánh giá cái chất liệu vàng với chiếc Rolex đi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Nó hai cái chất liệu vàng này với cái 25% hội khác nhau, thế là hai cái đồ vàng hồng này nó hoàn toàn không giống nhau. Bây giờ tôi chỉ đang nói cái vấn đề về độ hoàn thiện thì các bạn có thể nhìn thấy được cái cách hoàn thiện của AP nó rất là đặc biệt. Và nó chúng ta có thể nhìn thấy những chiếc Rolex này rất là nhiều ngoài đường, cả chính hãng, cả không chính hãng. Nhưng với một chiếc đồng hồ AP Frosted Gold này thì tôi có thể nói các bạn là rất là hiếm, rất là ít. Đó, ở Việt Nam thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Và với những cái chiếc mà copy, hàng copy hay thôi, hay chúng ta gọi là hàng nhái ấy, thì nó sẽ không thể làm được như thế này. Làm không tới và nhìn trông nó rất là xấu. Đó, cái phiên bản Frosted Gold này nó có một số phiên bản, kể cả là bản 26331 Gold Wrap Frosted Gold vàng trắng cũng có,
nhưng mà tôi thấy Vàng Hồng là một trong những cái phiên bản mà tôi đánh giá rất là cao vì nó lấp lánh, các bạn thấy không? Đó. Các bạn có cảm nhận như thế nào về lớp vỏ của chiếc đồng hồ AP này thì hãy comment ở phía dưới video các bạn nhé. Rất là lâu rồi tôi mới có cơ hội ngồi chia sẻ và trải nghiệm với các bạn. Thì rất là mong là anh em chúng ta có những cái đề tài hay, hay là có những cái câu hỏi gì còn khúc mắc mà với kinh nghiệm và với những trải nghiệm của tôi, thì tôi rất là mong được chia sẻ với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.